Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn yêu thích trồng cây. Hôm nay mình xin hướng dẫn cách ươm hạt mướp đắng nhé. Mướp đắng hay gọi là khổ qua nhé các bạn nhé. Cách giúp ươm hạt mướp đắng, giúp hạt mướp đắng nhanh nảy mầm nhé các bạn. Giờ mình bóc gói hạt cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Đây là gói hạt mình mua trên Shopee nhé các bạn. Đây, mình cho các bạn xem gió hạt mướp đắng nhé các bạn nhé. Gói thì có 10 hạt các bạn ạ. Hạt mướp đắng thì nó khá là cứng, vỏ nó khá là cứng nhé. Cho nên để giúp hạt mướp đắng mà tỷ lệ nảy mầm cao mà hạt nó nhanh nảy mầm thì chúng ta nên đem ngâm ủ nhé các bạn nhé. Đây, mặc dù là gói hạt giống nhé nhưng mà cũng có hạt nó cũng khá là xấu nhé. Đây, rất cong queo nhé các bạn nhé. Đây, rất xấu các bạn ạ. Đây, giờ mình sẽ đem ngâm với nước ấm nhé các bạn nhé. Đây mình cho 3 nước lạnh trước này các bạn. 1 này, 2 này, 3 này. Và giờ mình sẽ cho 2 nước sôi cho các bạn nhé. Các bạn không cần phải ngâm đúng tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh đâu các bạn, chỉ cần là nước ấm là được thôi các bạn ạ. 1 này, 2 này các bạn. Các bạn chỉ cần ngâm nước ấm là được nhé các bạn nhé. Còn nếu mà ngâm đúng tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh thì nó sẽ tốt hơn nhé. Đây, giờ chúng ta sẽ thả hạt giống vào nha các bạn. Rồi, các bạn khuấy đều nhé. Khuấy đều cho hạt ngấm nước đều nhé. Rồi, xong mình sẽ đậy một cái đĩa lên nha các bạn nhé. Mình đặt lên như thế này để tránh cái hơi ấm này. Để giữ cái hơi ấm này nó sẽ được lâu hơn nha các bạn nhé. Như vậy sẽ tốt hơn nhé. Sau khi ngâm được 4 tiếng nhé, sau khi ngâm được 4 tiếng thì mình sẽ vớt hạt mướp đắng ra nhé các bạn nhé. Đây các bạn kiếm một cái khăn ẩm này. Rồi các bạn vớt hạt mướp đắng vào nhé. Đây nhé, các bạn vớt hạt cái mướp đắng này nhé, vào khăn ẩm nhé các bạn nhé. Sau đó các bạn đậy lại nhé. Các bạn nhớ là khăn ẩm thôi nhé. Các bạn đừng dùng khăn ướt quá nhé, nếu khăn ướt quá thì có thể làm hỏng cái hạt này nhé các bạn nhé. Rồi xong đó mình sẽ cho vào trong một cái hộp nhé. Đây mình cho vào trong một cái hộp. Rồi mình đậy kín lại nhé. Và sau 48 giờ thì mình tiến hành mở nắp hộp ra kiểm tra nhé các bạn nhé. Hàng ngày thì mình có mở hé qua nhé, mình để mình kiểm tra nhé, để xem hạt mướp đắng nó nảy mầm tới đâu nhé. Tránh hạt nảy mầm nó dài quá nhé các bạn nhé, thì rất khó cho gieo trồng nhé các bạn nhé. Đây, rồi mình mở cho các bạn xem nhé. Các hạt nảy mầm đều rất tốt nhé các bạn nhé. Gói có 10 hạt thì mình đem ủ cả 10 hạt nhé. Và cả 10 hạt đều nảy mầm nhé các bạn nhé. Như thế này là mình mở ra là hơi muộn nhé các bạn nhé. Vì có một số hạt thì nó nảy mầm khá là dài rồi, như hạt này này các bạn. Nó nảy mầm dài như thế này thì gieo trồng rất chi là khó nhé các bạn nhé. Thì bây giờ là hơn 48 giờ nhé. Thì thật ra là chúng ta ủ thì như thế này là chưa đến 48 giờ đâu các bạn ạ. Chỉ tầm khoảng 36 tiếng. 36 tiếng là chúng ta mở ra nhé. Mở ra xem nhé. Đây nó như hạt này thôi này. Nó chỉ cần nhú mầm như hạt này này. Gieo rất dễ này. Và nó sẽ đỡ bị gấy mầm hơn nhé các bạn nhé. Còn để dài quá thì rất khi gieo trồng với số lượng lớn á, thì rất dễ bị gấy nhé các bạn nhé. Đây, có một số hạt thì nó đâm sâu vào trong xuyên qua cái lớp vải này các bạn. Và đây là bầu ươm nhé, mình đã chuẩn bị sẵn nhé. Đất thì là đất vườn, đất ruộng nhé. Mình sẽ gieo hạt ra bầu ươm nhé. Thứ nhất là tiện chăm sóc nhé, tránh côn trùng cắn phá nhé. Thứ hai là tiện cho các bạn theo dõi nhé. Đây, có một cái mầm nhé, nó đâm xuyên qua miếng vải nhé, mình ủ nhé. Đây, khi mình rút ra nó bị gãy cái đầu nhé. Nhưng mà vẫn gieo trồng tốt nha các bạn nhé. Nó chỉ gấy một đoạn đầu thì không hưởng gì nhé. Giờ mình sẽ đặt các hạt mướp đắng này vào trong bầu ươm cho các bạn nhé. Vì rễ nó rất chi là dài, cho nên các bạn đặt cẩn thận nha các bạn nhé. Rồi sau khi đặt các hạt lên bầu ươm nhé, thì các bạn phủ một lớp đất mỏng lên trên nha các bạn nhé. Các bạn phủ một lớp đất mỏng mà thật nhẹ nhàng nhé, tại vì là cái mầm của mình là cũng hơi dài một chút nhé các bạn nhé, tránh làm gấy
mầm của hạt mướp đắng nha các bạn nhé. Nếu mà gấy mầm thì hạt khả năng bị hỏng rất chi là cao nha các bạn nhé. Đây là mỗi bầu thì các bạn phủ một ít thôi. Chỉ cần một chút đất nhé, phủ lên che kín hạt là được nhé các bạn nhé. Mình phủ xong rồi nha các bạn nhé. Rồi xong các bạn tưới nước giữ ẩm lên nhá. Mướp đắng của mình sau hơn 2 ngày mình ươm hạt ra bầu nhé các bạn nhé. Sau 2 ngày mình hơn 2 ngày một chút mình ươm hạt ra bầu thì tất cả đều hạt đều nảy mầm và vươn lên rất chi là mạnh mẽ nhé các bạn nhé. Các hạt này đều bung lên này và đều ra lá nhé các bạn nhé. Mẹ bắt đầu nhú lên lá chính nhé. Mới chỉ sau có hơn 2 ngày thôi các bạn ạ. Chưa đến 3 ngày luôn các bạn. Gói có 10 hạt mình gieo 10 hạt này. Ồ, các hạt đều nảy mầm hết nhé. Đều lên hết nhé. Mà phát triển rất chi là tốt nha các bạn nhé. Mướp đắng của mình sau hơn 3 ngày nhé các bạn nhé. Sau hơn 3 ngày thì tất cả các hạt đều lên cây con rất chi là khỏe mạnh nhé. Rất chi là khỏe mạnh và đẹp nhé các bạn nhé. Cây con nào cũng ra lá chính nhé. Đây cây con nào cũng ra lá chính và rất chi là đều nhau nha các bạn nhé. Hạt này mầm rất đều nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì bấm like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Mình tách riêng video ươm hạt mướp đắng ra nha các bạn nhé. Còn sau đó video trồng mướp đắng thì mình sẽ làm sau nha các bạn nhé. Để cho các bạn tiện theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Chào các bạn. Mướp đắng của mình sau 1 tuần nha các bạn nhé. Sau 1 tuần thì các cây nên khá là xanh tốt nha các bạn nhé. Nên khá là xanh tốt và ra đến 2 đến 4 lá chính rồi các bạn ạ. Các cây đều ra tầm khoảng 4 lá chính. Sau 1 tuần thì giờ là chúng ta đem trồng ra chậu nha các bạn nhé.